Đấy, như các bạn đã thấy đây, nhà mình đang quay đây là cây long não ạ. Cây này thì nó đã cao khoảng tầm hơn 2 mét rồi. Rất là cao luôn ạ. Đây, nhà mình đang trồng xem các cây khác nhưng mà nó cũng hơi khó nhìn một tí. Nhưng mà đây, lá của nó đây. Lá nó rất là thơm luôn ạ. Đường kính thân của nó vào tầm 5 cm ạ. To, để mình kéo con. To ngang một cổ tay ạ. Xem một cổ tay, ngang một cổ tay. Gốc của nó rất là to đấy. Cây này tuổi đời của nó tầm 3 năm, hơn 3 năm rồi. Đây là cây to hơn ạ, bên này còn có cây nhỏ hơn ạ. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cây nhỏ hơn ạ. Đây. Cây nó đây ạ. Hơi khó nhìn một tí. Xem nó các cây khác. Cây này thì nhỏ hơn ạ. Cây này cũng cao khoảng tầm hơn 2 mét ạ. Nhưng mà đường kính thân của nó bé hơn cây kia. Bé hơn cây kia nhiều. Cây này rất là đẹp.